Xin chào quý vị và các bạn, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta khiến cho thời tiết Bắc Bộ duy trì nhiều mây và nền nhiệt vẫn ở ngưỡng rét đậm. Còn ở Trung Bộ, mưa sông với những điểm mưa vừa mưa to sẽ tăng trở lại và kéo dài trong những ngày tới. Ở Bắc Bộ do trời nhiều mây nên nền nhiệt trưa nay không tăng nhiều, cao nhất ngày trên toàn khu vực chỉ từ 16 cho tới 20 độ. Còn về tối và đêm, mưa nhỏ rải rác nên nhiệt ở mức thấp, từ 12 cho đến 15 độ, vùng núi thấp hơn chỉ từ 10 cho tới 13 độ. Ở miền Trung, mưa tăng trở lại là do tác động cùng lúc của không khí lạnh kết hợp với gió đông ẩm trên độ cao 3.000m sẽ khiến mưa vừa có nơi mưa to xuất hiện trên diện rộng. Vùng mưa lớn vẫn tập trung tại khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Định. Riêng tại Thừa Thiên Huế, Quảng Nam hay là Quảng Ngãi còn xuất hiện những điểm mưa to trên 50mm. Do mưa liên tục lại có thêm tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ hôm nay ở Trung Bộ sẽ không cao. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình là những nơi có nhiệt độ thấp nhất Trung Bộ, chỉ từ 18 đến 20 độ. Quảng Trị đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao trong khoảng 20 đến 23 độ. Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 24 đến 29 độ. Ở phía Nam, không khí lạnh cùng với gió đông cũng khiến cho mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều nơi với cường độ mưa rào nhẹ. Những cơn mưa xuất hiện vào mùa khô vừa là nguồn nước bổ sung, vừa giúp cho nền nhiệt duy trì ở ngưỡng mát mẻ và dễ chịu. Khu vực Tây Nguyên nhiệt giảm còn 24 đến 27 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng chỉ còn khoảng từ 29 đến 31 độ. Trên biển, khí lạnh tăng cường khiến ngoài khơi khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa còn có mưa rào và dông mạnh, nguy cơ đi kèm với lốc xoáy và cả gió giật mạnh. Bản tin thời tiết sáng ngày 2 tháng 1 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.